Hello các bạn, mình là Sunita đây. Chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita và mình rất là vui khi ở trong nhóm đã có những bài đăng như sau. Đầu tiên các bạn Hưng Đình, bạn ấy đã mở ra được con Flame Titan các bạn ạ. Flame Titan. Rồi, còn các bạn Hậu Hài Hước, bạn ấy mở được con Black Smear ở trong sự kiện Fire Night. Bạn ấy đi trong sự kiện Fire Night và mở ra được con Black Smear Dragon. Con này mạnh lắm, mình có con này 5 sao. Rồi, tiếp theo là bạn Lê Minh Quân Lê. Bạn thấy ghét chưa? Xem quảng cáo đấy các bạn ạ. Xem quảng cáo nhận được Ai Titan. Trời ơi, sao mà hên thế không biết. Xem quảng cáo nhận được Ai Titan. Rồi, còn bạn Phúc Phúc nữa. Bạn ấy nhận được Flame Titan các bạn ạ, Flame Titan. Xem hên thế. Ước gì mình cũng hên được hình như hai bạn ấy các bạn nhé. Rồi cũng còn các bạn Văn Bùi, bạn ấy xem quảng cáo nhận được Winter Phoenix Dragon, Winter Phoenix Dragon. Và hình như là hết rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ vào game luôn. Rồi ok các bạn ơi, mình đã vào game rồi đây. Và như thông báo thì sự kiện là chiều nay sẽ xuất hiện sự kiện PUBG Island và chúng ta cùng xem thử liệu có lấy được 5 sao cái con VIP Mythic này dễ hay khó nha các bạn. Rồi, ok. Rồi. Wow, hôm nay có bán Black Jack các bạn ạ. Trong này là chứa tất cả các loại Heroic luôn. Wow, chứa toàn bộ các loại Heroic luôn các bạn ạ. Và cũng có cái Heroic 2 Tomato huyền thoại. Cái 2 Tomato huyền thoại các bạn ạ. Và khả năng cao là sẽ nhận trúng 2 Tomato huyền thoại các bạn. Thôi mình không dám chơi cái này. Mặc dù nhìn cái Black Jet thấy đã thiệt các bạn. Đây là bán Titan này. Ok, sự kiện đây rồi. Chúng ta cùng xem thử sự kiện luôn nha. Rồi, sự kiện live thì hôm nay có live Scorch Dragon. Ok, đây, nhấn vào sự kiện nào. Sự kiện là đang hướng dẫn các bạn à, Max Item. Đây. Rồi, lấy rồng. Đây, Chris Potter. Rồi, ok. Best Dragon Reward. Ở trong sự kiện này có những con rồng rất là xịn luôn. Đây, Winter Phoenix sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày thôi. Chỉ 3 ngày là lấy Winter Phoenix rồi. Một con Abyss về một con VIP Mythic Dragon. Con này đẹp thiệt các bạn ạ. Đôi cánh của nó kìa. Wow, coi được đôi cánh của nó kìa các bạn. Đúng là đôi cánh của lửa. Wow. Và cái sự kiện này thì mới đầu tiên thì nhà phát hành sẽ cho chúng ta là 40 con nha các bạn. 40 con. Ok, tắt cái này đi. Rồi, nhận thêm 3 mover nào. Đây, cùng làm nhiệm vụ luôn nè. Thu hoạch 50.000 wood và thu hoạch 4.000 food. Rồi, trước khi mình thu hoạch thì cho mình xem cái C Network này tí. Đây là cái list of reward, có nghĩa là cái danh sách của cái những phần quà mà chúng ta nhận được. Ở trong đây, ở cái hàng trên, đầu tiên là ở cái hàng trên, chúng ta có thể nhận được Frost Bitter Dragon, con rồng băng. Rồi, cũng như là con con đây. Con đây sao mình nhắn nó lên ta? Ý, ý, ý. Phải nhấn vào chữ Y các bạn ạ. Con Infernal Dragon, con rồng có thể lai ra được con kia. Wow, con này giống như một ngọn núi lửa đang bay trên bầu trời các bạn ạ. Và nó nổ bơm. Gần nhà. Trong cái Flame Chết này có gì đây? Trong cái Flame Chết này có những cái phần quà cũng như những con rồng. Và chúc mừng những cái bạn mà đã nhận được Flame Titan cũng như là Eye Titan. Trong này có mấy bạn nhận được Flame Titan, Eye Titan nhìn đẹp thiệt các bạn ạ. Cái router này thì chứa ốp hoặc là ống nghiệm hoặc là food router. Tiếp tục là con Blaze Force Dragon. Wow, đúng con rồng lửa banh, đôi cánh của lửa, con đẹp thiệt. Rồi tiếp theo phía sau, rồi rồi nhìn thấy là hiểu rồi, nhìn thấy cái này là mình hiểu rồi các bạn ạ. Sự kiện này cực kỳ khó cho 5 sao nha các bạn, tại vì ốp của nó cho chỉ là 40 ốp một lần. Đấy, 40 orb một lần, 40 orb một lần, 40 orb lượm được 4 lần 40 orb là được 120, đang được 1 sao. Còn lại muốn 5 sao phải lượm 20, lượm 20, lượm 20, lượm mòn răng mới lên được 2.000.
Nên là sự kiện này phải nói là cực kỳ khó để lấy được một sao. Một sao thôi, một sao thôi đã cực kỳ khó rồi, nói chi 5 sao. Rồi, vậy thì chia tay 5 sao, chia tay giấc mộng 5 sao, quay về với thực tại. Không biết lấy nổi con rồng bởi lại Zephod này hay không. Mình hy vọng mình có thể lấy được con này nha. Sự kiện này diễn ra trong vòng mấy ngày nha. Chặt nữa coi thử. Rồi, ở cái dưới thì chúng ta sẽ có nhận được cái ai chết. Ai chết các bạn ạ. À. Cũng như là có thể lấy được 20 ốp một con Dexio Dragon. Con Dexio này khá đặc biệt nha các bạn. Con này là một con rồng VIP hồi được bán với giá là 500 ngàn lần đấy. Rồi ngày xưa nó bán được với giá là 400 mấy ngàn lần đấy, 498 ngàn. Có nghĩa là 500 ngàn hồi ngày xưa đấy, và bây giờ nó xuất hiện trong này thì mình sẽ cố gắng lấy được là 100 ốp để đi summon về, cũng như là sẽ có 25 ốp một con Bravery Dragon và phần quà khá là ngon Winter Phoenix Dragon. Winter Phoenix có 3 hệ thôi sao? Rồng Legend 3 hệ băng, ánh sáng, lá. Hồi hồi giờ chắc là mình chưa có nên mình chưa biết các bạn ạ. Rồi cũng như là rất là nhiều rune Flame Jet và Ice Jet. Hy vọng nhân phẩm mình cao có thể nhận mở ra được farm Flame Titan hay Ice Titan như những bạn ở trên group. Rồi, cái hàng dưới là các con cũng như là những cái rune và cái object cho mình nhắn không được ta. Đây cũng có như cái có object các bạn ạ. Random object, Heroic, Abyss và Legend. Rồi còn random, đây random nữa này. Đây Heroic, Legend và Abyss rồi, nhân phẩm cao là Abyss rồi. Nhân phẩm cao lại là Abyss nữa rồi các bạn ạ. Game này đúng là nhân phẩm, toàn dựa vào nhân phẩm thôi. Rồi, đi một vài bước trước nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi đi hết cái 42 bước này, sau đó mình sẽ ra làm nhiệm vụ nha. Rồi ở đây thì mình sẽ tập trung đi thiệt là nhiều cái tím và cái cam. Đây. Tập trung đi cái này để lấy quà. Rồi cái tím và cái cam. Cái tím đây rồi. Đấy. Cái tím đây rồi. Ăn nước cà chua đây. Đấy, tím và cam các bạn ạ. Cứ tập trung ăn tím và cam giúp mình. Càng nhiều tím, càng nhiều cam thì cơ hội đã lấy con rồng VIP, con rồng Legend có đôi cánh lửa là nhanh nhất. Rồi. Tím và cam, đây mình thấy cái cam đây rồi. Rồi, cam nữa nè. Cam, tím, có tím không? Ít quá nha. Cam với tím hiện tại thấy ít quá nha các bạn nha. Một cà chua 4, thôi chơi skill đi. Đây, cam đây. Rồi, nước tím đâu rồi? Nước cam đâu rồi? Hết nước. Mới đã thấy hết nước rồi các bạn. Rồi, lá 4. Rồi, nước đây. Ok. Rồi, phát lá 4, ăn cái cam luôn cũng được. Đây, lá 4. Wow, một mớ chuối luôn. Rồi, bây giờ cái 5 thì sẽ để dành kết hợp với cái tím hoặc cái cam. Như thế sẽ rất là lợi. Còn bây giờ mình sẽ ăn như thế nào để lấy được tím với cam đây. Rồi, ăn nước này. Wow. Công nhận chuối nhiều thiệt các bạn ạ. Nãy giờ để ý coi. Chuối rất lê lệ à. Rồi, tiếp tục. Ăn đây, cái nước đây rồi. Cà chua 4. Đây đây hạ cái đây xuống rồi hạ một lần nữa thì sẽ ăn được cái tím mà đây ok rồi đợi chờ nãy giờ cuối cùng cũng lấy được tím rồi này giờ lấy tím nhiều là phải đi lấy cam lại các bạn ạ à. Phải đi lấy cam để bù lại cho cái tím chơi nước nào nữa đây ta. Nhiều skill quá mà mình chơi skill thì mình sợ nó phá cái nước nước xấu ở dưới các bạn ạ à. Sợ nó phá cái nước xấu ở dưới này đây chơi skill này tạm đi
Nước tím với nước cam. Wow, mới đó qua màn 1 rồi các bạn. Rồi, đã qua màn 1 tới màn 2. Màn 2 đây nước nước 4 nè. Rồi, nước tím nè. Anh hai cái cà chua nữa để lấy con các bạn. Ngon, hai cái cà chua nữa để lấy con. Đây, cà chua. Ok. Đấy nào. 500 con các bạn ạ. Bao giờ chơi được 500 con thôi á. Rồi không biết mình có kịp làm cái ai chết để cho các bạn xem không. Mở rương cho các bạn xem không. Hai cái năm, ghê chưa? Đi lùi đấy. Rồi anh cái cà chua. Năm, anh cái cam. Rồi, một lĩa ba cam. Bây giờ phải ăn lại cái tím để bù lại. Ăn lại cái tím các bạn. Còn 6 nước, chúng ta vẫn còn có thể kiên trì. Cái tím đây rồi. Cái tím đây rồi. Đấy, ghê chưa? Rồi. Wow. Bây giờ làm sao để xuất hiện cái cam kia đây? Rồi, mất luôn. Mất luôn rồi, khỏi lấy được nước năm. Đây đây, thấy thấy nước nước xanh năm đây các bạn. Ok. Ây da, hết mover. Ok, ra làm nhiệm vụ thôi. Electric như các bạn nhớ không, là mình đã có để dành cái like electric đó các bạn. Để dành like electric mà hiện tại nhà up full nữa chưa? Nhập full rồi các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ up con hai commander ra nha. Rồi, con hai commander trong tất cả bốn hệ của nó là nước, kim loại, lá và ánh sáng, thì cái hệ ánh sáng là sẽ là cái môi trường ánh sáng sẽ là nhiều vàng nhất trong bốn cái hệ đó, nên là mình sẽ cho nó vào môi trường ánh sáng nha các bạn. Rồi, cho nó vào đây đi. Đó, hai commander. Ok. Con hai commander này nó có một tuyệt chiêu đặc biệt nha các bạn. Mình mới chụp hình mà sao nó chụp hình ta? Ok, đã chụp hình. Rồi. Đây, con hai commander. Đây là thuyền trưởng, chắc chắn chú này đặt tên là thuyền trưởng rồi. Rồi sao nó lâu hiện cái bảng bảng bàn phím ảo lên thế? Rồi đã hiện. Đặt tên nó là thuyền trưởng nha các bạn. Wow. Nó lắc đến mức là mình không thể đặt tên luôn các bạn ơi. T H U I E N Uyên thuyền. Đó, thuyền đó, thuyền mà nó tự bàn phím mình á, nó tự bỏ qua chữ truyền luôn các bạn, ghét thiệt. Rồi thuyền trưởng, ok, chú rồng thuyền trưởng của chúng ta. Sao vậy ha, sao tự nhiên lắc vậy ha? Tới giờ quay video là lắc à, hồi mơ giờ chơi trong sự kiện bình thường mà ấp con rồng ra khó vậy sao? Rồi, ok, lên level 20 nha các bạn. Mình chỉ dành thức ăn cho nó lên level 20 thôi. Rồi, cho nó ăn từ từ. 2, level 2. Rồi, con này thì nó có hệ nước đầu nha các bạn. Có hệ nước đầu thì nó sợ hệ nước đầu thì nó sợ hệ kim, nhầm, nó sợ hệ lá và hệ điện. Con này hệ nước đầu thì sợ hai hệ là lá và điện. Đấy, nó có thể crit được hệ chiến binh lửa, đất, băng, nước, ánh sáng, bóng tối và điện. Bốn hệ crit được 8 hệ khác nhau. Ngon, không có một cặp hệ trùng nào luôn các bạn. Thảo nhẹ ra, để mình tính lại coi. Nước là crit được lửa với chiến binh, kim loại là đất với băng, lá thì là nước và ánh sáng thì điện với bóng tối, đúng rồi.
4 hệ crit được 8 hệ khác nhau. Ngon ngon ngon. Rồi trong bộ skill của nó này các bạn, bộ skill của nó thì nó chỉ có 2 hệ thôi, là nước và kim loại thôi, và cộng với một skill nước đặc biệt. Skill nước đặc biệt là nó có thể là chơi, có thể nhận thêm được một tool nữa. Mà skill nước đặc biệt là nó có cái giá trị vô đó các bạn ạ, có thể nhận thêm được một tool nữa. Vậy thì cái con này, cái con này khi mà mình luyện skill á, khi mình luyện skill cho nó là mình sẽ luyện thêm skill lé và ánh sáng cho nó, để nó xuất hiện thêm skill lé vào thay cho cái skill judo kit, và skill ánh sáng thay cho cái skill nước đặc biệt. Mình sẽ bỏ skill nước đặc biệt đi, theo mình nghĩ là vậy. Đó, ok, thuyền trưởng của chúng ta 4 hệ crit được 8 hệ khác nhau, nhưng mà hệ thường của nó khá là đặc biệt, là nó chỉ có 2 hệ nước và kim loại thôi. Và khi luyện á, thì các bạn có, nếu các bạn có nó thì nên luyện cho nó thêm skill lá và ánh sáng nha. Rồi, ủa, làm gì mà hoàn thành đấy? À, thu hoạch 50.000 wood các bạn ạ. Cho rồng ăn 20.000 trái cây. Hồi nãy mình không để cho nó ăn là ngon rồi. Đây, thu hoạch trái cây nè. Đấy, hai nhà trồng lại 300. Vàng mình sắp hết rồi các bạn. Rồi, ok, Win Language Battle. Bây giờ mình làm cái nhiệm vụ đây các bạn. Này, lai điện nè, lai điện nè, thấy không? Mình đã chuẩn bị trước một cái đó rồi. Rồi, tiếp theo là ấp điện. Ấp điện, đây luôn, có ngay. Đây, ấp quả trứng điện ra. Đấy, xong ngay các bạn. Đấy, có ngay là được là 30 mover liền. Tiếp theo là C Primo, là phải like C Primo các bạn. Wow. Xin lỗi các bạn nha, mình hát C. Rồi bây giờ mình sẽ like C and Primo. Wow. Này, Primo and C. Oh, C có hải thằng. À, double C, à, like với double C cũng được, thoải mái. Ok, đã xong. Chờ 7 tiếng nữa thì mình sẽ nhận được thêm một số con. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ đi cho rồng ăn 20.000 trái cây. Cho rồng ăn 20.000 trái cây thì mình có con này các bạn. Có cái con này đang cho nó ăn lên level 15. Đây. 3, 6, 9, 12, 16 và 20. Rồi chắc đủ rồi, chớ gì nữa. 20.000 trái cây rồi. Rồi tiếp theo là đánh một trận language. Đánh một trận language các bạn ạ. À. Ok, đánh một trận language. Đây, skip luôn. Rồi skip luôn để cho con Sea Titan đánh nha các bạn. Rồi chúng ta có hải thần combat. Rồi level 4 nữa mà, không gì phải sợ. 40 đánh với 4. Con GST. Con rồng là 1 mắt 3 đầu. Đó, lên rank ngay các bạn. Lên rank B liền, B trừ liền. Rồi một trận language nữa rồi chúng ta sẽ vào nhận. Rồi language chưa hồi. Language chưa hồi rồi, phải chịu. Rồi tiếp theo là thu hoạch 75.000 75.000 food. Đây 122 vừa thu đầy đủ. Rồi tiếp theo là cho rồng ăn 30.000 trái cây. Cho rồng ăn 30.000 trái cây, cho con nào đây? Để mình cho con này đi. Đây, cho con này các bạn. Đây. Cho nó lên level 40 luôn. Nó mới 39 à. Rồi. Tiếp theo là một trận language. Ok, dễ thôi, một trận language. Nhầm, một trận west, trận west. Đây, stay home west. Rồi, combat nào. Rồi mình sẽ chuyển qua con Titan gai đánh nha các bạn. Rồi 55k máu. Chiêu war first.
61k. Bóng tối thì sẽ phải đắt nữa. Asteroid 56 ngàn. Rồi, đã xong. Rồi, nhận nào. Đây, nhận xong. Collect 60.000 good. Cứ như thế làm các bạn ơi. Ráng làm càng nhiều nhiệm vụ càng tốt. Chăm làm thì nó sẽ được nhiều nhiều cái mover. Mà được nhiều mover thì các bạn biết rồi đấy. Thì sẽ có cơ hội lấy được con rồng VIP Mythic. Rồi, cho chú này ăn phát nữa. Rồi, xong. Đây, chuyển qua. Rồi, tiếp theo là West Butter. Mình sẽ skip cái West phía sau. Rồi, mình sẽ skip cái West. Ôi, cái West, ai West nữa nè các bạn. Ngon. Cái West này ráng đánh để đi lấy để lấy thêm được mover các bạn. Ai West và lấy được cái rương ai. À, mình quên coi cái quảng cáo. Để xong cái này rồi mình ra mình xem coi thử quảng cáo có gì. Rồi. 51.000 máu. Rồi, hệ bay như sợi kim loại. Cannonball. Ok. Rồi. Dragon TV. Dragon TV có gì đây? Con các bạn ạ. Hôm nay là sự kiện con và một cái router. Trong router này chứa game. Ráng 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 xem video lấy con nha các bạn. Ráng xem video lấy con. Càng nhiều con thì đi nhiệm vụ càng càng sâu, càng dài ra phía sau hơn. Rồi 90.000 good. Là cả 30 à. 40 là 70. Wow, 108. Cái Habitat đó là Habitat nâng cấp đó các bạn. Nên mới thu được 108. Rồi 35.000 trái cây. Cứ xe quần. 35.000 trái cây. Đây chú hai Virago. Nhầm, chú Bure Virago. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là một cái quest nữa thì ngon. Wow, vẫn là một quest các bạn ạ. Đây đánh quest ngay. Đây, kéo qua rồi skip game. Ok, vô. Mình nhấn nhầm chữ Y mất rồi. Rồi, vô các bạn. Vô Titan West. Đây là gặp rồng level 9. Và requirement ở đây nó không có yêu cầu hệ các bạn ạ. Nó chỉ cần yêu cầu chúng ta có ba con rồng này thôi. Mình thấy khá lợi sự kiện. Nếu mà nó không yêu cầu level thì khá lợi các bạn. Khá là dễ dàng. Rồi mình sẽ để Hải Thần đánh nha. John 12.000 máu. Fire West Dragon chiếu ánh sáng. 26.000 máu. Rồi xong. Bây giờ kêu đi quét nữa thì chịu thua luôn. Phải chờ thời gian các bạn ạ. Rồi tiếp theo là thu hoạch 100.000 vàng. Đấy, 100.000 vàng. Cho rồng ăn 45k. Đây, level 40. 37.000 máu, 8.000 đam. Rồi, tiếp theo là quét hai trận, đành phải tạm dừng thôi các bạn. Ok, và bây giờ mình đang có sơ một hồi lầy lội, mình đã có 99 mover. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi luôn ha. Đã lấy được cái rương banh mở ra nha. Ai chiêu lá, đây, lá 5. Lá 5. Mình hy vọng sẽ có cái để kết hợp với lá. Nhằm có cái... Không có cái gì để kết hợp rồi. Cái cam à, kết hợp được với cái cam ngay tại đây nè. Cái cam trên bản đồ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thôi, ăn luôn.
À, ăn chín cái cam các bạn ạ. À. Chơi skill. Hoài, ở trên kia chuối nhiều dã man. Đây, chuối 6 các bạn ạ. À. Đây là chuối 6 nè. Ok. Chuối 6 bông. Đây, cái 4. Rồi, đây, ăn cái cà chua đi. À, đây, ăn cái chuối đi. Tạm thời ăn cái chuối đi. Rồi, chơi skill dọc. Rồi, 4 cái lá nữa thôi các bạn. Đi da, qua màn rồi. Chỉ còn thiếu 3 lá nữa thôi. Đây, chúng ta cùng nhau mở rừng banh nào. Hy vọng sẽ ra 2 Titan các bạn ạ. 1, 1, 2. Wow, ra 2 tomato các bạn. 2 tomato. Ôi, ở trên kia nhiều lá vậy. Tiếp tục tập trung ăn cái tím và cam. Này, cái bên đây, tím đây. Chơi skill ngang nè. Cái cà chua 4 nè. Giờ đành phải ăn phía dưới thôi các bạn. Ăn phía dưới cho nó có nhiều nước. Liệu có 99 nước mình có kịp lấy con Possible Dragon không các bạn? Thế các bạn mình kịp lấy con Possible Dragon không? Trong khi mà giờ mình tập trung ăn thật là nhiều là hai nước, là nước tím và nước cam. Chơi skill luôn. Chơi skill luôn. Đây nước cam này. Bùm. Chơi cái này mình phải tập trung mình dồn nha các bạn, nên là mình bình loạn hơi chậm hơi ít nha, mong các bạn thông cảm. Mình phải tập trung mình dồn. Thôi xong hết nước à, còn 48 nước cam và 39 nước tím. Mà nước cam hiện tại không ăn được, ít quá. Rồi, tomato. Ăn phía dưới các bạn ơi, tập trung ăn phía dưới. Wow, quay bằng 4 rồi. Đây, quay bằng 4 thì nó reset lại có khá là nhiều nước cam, nước tím này. Rồi. Làm sao để kết hợp 6 với 4 chơi skill nó mới mạnh các bạn ạ. Wow, còn một xíu nữa thôi là mình kết hợp được rồi. Cái chỗ đây rối nhờ. Wow, mình mở được cái rương rồi các bạn. Được Ebix. Mở rương được Ebix quá nhờ luôn. Rồi, cho đẩy skill đi. Đây, nước 5. Nước 5 lá. À, nước 5 lá. Nước 5 lá mình sẽ ăn cam quá hơn luôn. Rồi kịp. Có vẻ như mình kịp. Mình có khả năng lấy được con Frostable Dragon. Rồi hai nước kết hợp. Bây giờ phán 6 bên kia rồi. Wow, hôm nay có cái chuối ngay kia. Tức thiệt. Giờ khó rồi, không lấy được nước 6, nước 5 rồi. Bây giờ nước nước cam hơi vắng bóng rồi các bạn thấy không? Nước cam hơi ít rồi đấy. Đó, một nước 5 khá ngon. Nước 5 thì bây giờ mình sẽ ăn cái bông.
Nước năm bây giờ đành phải ăn bông thôi các bạn ạ. Ăn cái bông để cho lấy được 20 ốp của con Dexio Dragon. Đó, còn 10 cái bông thôi. Và 21 cái cam thôi. Rồi, hai nước kết hợp, skill kết hợp. Wow, có vẻ như mình gần đạt được mục đích của cái sự kiện này rồi, đạt được vài thành tựu của sự kiện này rồi các bạn. Đây. Ba bông nữa thì sẽ lấy được Black Zone nè. 11 nước kia còn hơi lâu. À, bây giờ cái tím với cái cam mình nhìn hết thấy đường luôn rồi. Giờ còn ăn chuối không nè ta? Chuối với kè không à? Giờ còn ăn chuối với kè không à các bạn? À đây cái bông thấy bông rồi. Ôi, qua màn. Lúc canh thắng là qua màn, khó chịu nha. Qua màn giờ phải dồn xem thử bông về tím và cam ở đâu. Tím và cam ở đâu không có mà có ba bông, lấy ba bông trước. Đấy, ok, được 20 ốp Red Show các bạn ạ. À. Rồi, bây giờ sẽ lấy cà chua và chuối. Đây rồi, nước năm đây rồi. Đó, nước năm thì mình sẽ ăn tím luôn đây. Ăn tím mà xuất hiện nhiều cam. Xuất hiện nhiều cam thì chúng ta sẽ lấy cam thôi. Đây, lấy cam nè. Lấy cam nữa nè. Hai tím, hai cam. Đây lá lá sáu đi, lá sáu rồi, bốn bốn tím này, bốn tím, ok đẹp. Wow, đã lấy được con First Bitter Dragon sau sau khoảng 20 phút bắt đầu sự kiện, mình đã lấy được con First Dragon rồi các bạn. Rồi lấy cái quẻ sáu này. Tiếp theo là lấy ba cái cà chua nữa. Đây, ba cà chua. Ok. Rồi, hy vọng mở ra Flam Titan. Vẫn là hai tomato các bạn ạ. Vẫn là trái cây huyền thoại. Wow, đúng là trái cây huyền thoại thiệt. Rồi, tiếp theo thì mình vẫn tiếp tục sẽ tập trung ăn cái cam. Tập trung ăn cái cam thôi các bạn. Giờ làm sao để tập trung ăn được cái cam ấy. Đây cái cam 6 nè. Cam 6. Sau đó làm sao để cho nó kết hợp ta. Bây giờ làm sao để được nước 6 và nước 4 kết hợp các bạn ạ. Nước 6 và 4 kết hợp đây rồi. Đây 6 và 4 kết hợp. Đấy, một đường. Rồi nước cam đây. Rồi hết nước. Ok, hết nước rồi các bạn. Và sau một khoảng thời gian thì mình đã gần gần đạt được đến con Winter Phoenix rồi, cũng như là con Infernal Dragon. Và lúc đó thì mình sẽ để mình tự chơi ở nhà nha các bạn. Mình tự chơi ở nhà, mình sẽ tự cày mover mà tự chơi. Lúc đó mình không có quay video nữa, chỉ quay video cái lúc mà sắp nhận được rồng thôi. Và bây giờ chúng ta đã có một số con. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi một vài bước trong sự kiện nha các bạn. Đây, mình sẽ đi tới chỗ con này. 1.800 con. Mình sẽ đi tới chỗ con Snow Flip. Rồi, 55k food nè. Rồi, 55k food. Rương này cái gì đây? Opera. Năm mảnh, cả năm mảnh rồi các bạn, công nhận rương còn khó thiệt. Rồi 62.000, năm mảnh gì tiếp theo đây? Năm mảnh Mana Dragon. Wow, mình gần tới rồi kìa. Rồi 62.000 tiếp theo, năm mảnh gì tiếp theo? Rồi, 10 mảnh Rainwater. Ghê nhờ, 10 mảnh luôn các bạn. Ok, chúng ta sẽ đánh con Aquaman. Có hệ nước, ok. Các bạn kêu lâu rồi chưa cho con bà cạp đi đánh. À, mình sẽ cho con bà cạp đi đánh đây bạn ơi.
Đây, con bạc cạp. Rồi, chơi chiêu lửa luôn nè. Mana Storm 42.000 máu. Làm phát nữa nè. À, 39.000. Ok. Và mình nghĩ là video đến đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn. Bây giờ mình phải ra xem video quảng cáo để lấy thêm con thôi. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.